đại biểu cho phép tôi thay mặt ban lãnh đạo công ty cổ phần đầu tư Thảo Dược Xanh cùng công ty Sato Yakuhin Kojio xin gửi lời cảm ơn chân thành và lời chào mừng nồng nhiệt đến tất cả các quý vị đại biểu đã đến tham dự lễ ra mắt sản phẩm Collagen Bidanki riêng cộng và hội thảo cho làn da khỏe đẹp hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu, collagen từ lâu đã được chứng minh có hiệu quả rất tốt trong việc hỗ trợ và làm hạn chế quá trình lão hóa của làn da. Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường Việt Nam có rất nhiều sản phẩm collagen. Phần lớn trong số đó được quảng cáo là hàng xách tay từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v. Sản phẩm này chứa tới 12.000 mg collagen và có hương vị trái cây phù hợp với khẩu vị của người Việt Nam. Công ty Sato Yakuhin Kojio là công ty chuyên sản xuất dược phẩm nổi tiếng tại thị trường nội địa Nhật Bản, đã có thâm niên 71 năm nghề. Collagen Bidanki Green Cộng được nghiên cứu có công dụng giúp duy trì độ đàn hồi và căng mịn của làn da, phòng ngừa các nếp nhăn, vết nám, chảy xệ, xỉn màu, đồng thời giúp phục hồi và tái tạo, mang đến một làn da khỏe đẹp, mịn màng. Sản phẩm đã được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép số 5402/2018 DKSP ngày 22 tháng 8 năm 2018 và hiện đang được phân phối độc quyền tại Việt Nam bởi công ty cổ phần đầu tư Thảo Dược Xanh. Kính thưa quý vị đại biểu, collagen Bidanki Green Cộng chính là mảnh ghép hoàn hảo trong sứ mệnh của Green Cộng chúng tôi. Thảo Dược Xanh tự tin sẽ giúp mỗi người không chỉ khỏe hơn mà sẽ đẹp hơn mỗi ngày. Nhân đây, tôi xin thay mặt công ty cổ phần đầu tư Thảo Dược Xanh xin được gửi lời cảm ơn tới công ty Sato Yakuhin Kojio đã nỗ lực cùng chúng tôi trong sứ mệnh chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp cho người Việt. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác để đưa thêm nhiều những sản phẩm tốt nhất đến cho người Việt Nam. Kính chúc sức khỏe và thành công đến tất cả quý vị đại biểu. Xin chân thành cảm ơn.